chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel YouTube của mình. Và mình là An Tuấn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai skill qua người vô cùng hoa mỹ của chàng tiền đạo người Brazil, đó chính là Ney. Skill thứ nhất đó chính là Neymar Rainbow. Skill này đơn giản chỉ là một cú gắp bóng lên, nhưng Neymar đã chuyển hóa nó thành skill qua người. Một cú gắp bóng lên, nhưng anh ấy đã đẩy lực và khiến quả bóng đi qua đối thủ. Vậy làm cách nào Neymar có thể làm được như vậy? Đầu tiên, bước 1, chúng ta hãy kẹp bóng vào hai mắt cá chân và thực hiện một cú gắp bóng lên. Các bạn hãy gắp bóng lên ở ngay người mình thôi đã, chưa cần qua người vội. Đơn giản chỉ là kẹp bóng và nhảy lên, kẹp bóng, kẹp bóng giữa hai mắt cá chân của các bạn nha, kẹp bóng và đẩy bóng lên về một phía, có thể gắp bóng sang phía bên phải hoặc phía bên trái của các bạn tùy vào độ thuận của các bạn nha. Mình là phía bên phải. Và sau khi đã thành thục bước 1 thì đến bước 2, các bạn hãy tập dê bóng, đẩy bóng một nhịp nhẹ và căn khoảng cách giữa bản thân, quả bóng và đối thủ để có thể thực hiện một quả. Neymar Rainbow thì vô cùng hoa mỹ và được chàng tiền đạo người Brazil áp dụng vô cùng xuất sắc ở trong bóng đá sân cỏ. Và một lưu ý nhỏ nhỏ khi các bạn thực hiện Neymar Rainbow, đó chính là chân không thuận của bạn hãy cố gắng đẩy lực để cho bóng bay cao và theo ý muốn nha. Chúc các bạn thành công ở động tác này và áp dụng thật nhiều trong bóng đá sân cỏ nhá. Và động tác thứ hai mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó chính là Neymar First Touch. Để thành thục Neymar First Touch thì điều đầu tiên các bạn phải xác định đó là chân trụ, chân đỡ bóng và điểm tiếp xúc của quả bóng. Đầu tiên mình muốn nói về điểm tiếp xúc, đó chính là tâm bóng và phần má trong của chân thuận ngay sát với mắt cá chân. Và tốt nhất các bạn hãy nên tự tập động tác này, động tác, một động tác được coi là key của Neymar First Touch, phần tiếp xúc. Các bạn có thể tung bóng xoáy về phía bản thân mình, coi như đó là một đường chuyền và rơi chân. Thứ hai là chân trụ và chân đỡ bóng. Chân trụ chính là chân không thuận của các bạn, và chân đỡ bóng là chân thuận. Mình thì thuận chân phải nên sẽ đỡ bóng bằng chân phải và trụ bằng chân trái nha. Trước khi thực hiện Neymar First Touch thì các bạn hãy tập bật nhảy bằng chân trụ và tạo dáng, tạo hình của Neymar First Touch. Nó như hình số 4 đấy các bạn ạ. Và sau khi xác định điểm rơi của bóng thì các bạn hãy bật nhảy và áng khoảng làm sao cho bóng đập vào má trong của chân của các bạn nha. Và để tỷ lệ thành công cao với Neymar First Touch thì các bạn hãy luyện tập thật nhiều nhá.
Và skill thứ ba mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một cú chích bóng qua đầu của Neymar. Và để thực hiện một cú chích bóng qua đầu một cách hoàn hảo thì các bạn hãy tập xác định phương hướng và hướng di chuyển của đối thủ. Mình ví dụ cameraman của mình đang là đối thủ và mình sẽ tạo với bóng một cái dáng thoải mái nhất có thể và mình sẽ thực hiện một cú chích bóng qua đầu. Khi chích, các bạn hãy chích bằng mũi giày nha. Hãy sụp quả bóng lên và đẩy qua đầu đối thủ. Và động tác này rất đơn giản và được Neymar áp dụng trong rất nhiều trận đấu, có tỷ lệ thành công rất cao. Nên các bạn hãy luyện tập kỹ trước khi áp dụng nhá. Chúc các bạn thành công và các bạn đừng quên ấn like, share và subscribe để làm động lực cho mình ra nhiều video hay hơn nữa nhá. Bye.